Sự vụng về của các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga đang khiến nền kinh tế Mỹ đứng trên bờ vực khủng hoảng. Các bạn thân mến, để hủy hoại nền kinh tế của một cường quốc, trước tiên ta phải tự làm tổn thương chính nền kinh tế của mình. Dù chưa biết đối phương có sụp đổ hay không, nhưng mình bị thiệt hại là cái đầu tiên. Các lệnh trừng phạt của Mỹ gây ảnh hưởng đến nền kinh tế Nga là điều rõ ràng. Nhưng ngược lại, nó còn có tác động tiêu cực đến chính nền kinh tế Mỹ cũng như cho sức khỏe kinh tế toàn cầu. Trong những video trước, chúng tôi đã phân tích cuộc khủng hoảng năng lượng, khủng hoảng lương thực đè nặng lên EU. Vậy ngày hôm nay, mời quý vị khán giả cùng tìm hiểu hiện tại Mỹ, nền kinh tế hàng đầu thế giới, đang phải gánh chịu những tác động gì. Trước tiên, các nhà phân tích phố Wall đã cảnh báo rằng cú phản đòn của các lệnh trừng phạt đối với nền kinh tế Mỹ sẽ khó có thể đong đếm. Việc Mỹ cấm nhập khẩu dầu của Nga sẽ khiến giá khí đốt ở Mỹ tăng vọt. Cụ thể, lệnh cấm hoàn toàn với nhập khẩu năng lượng của Nga khiến giá dầu thô Brent và khí đốt tự nhiên của châu Âu tăng lên 160 đô một thùng. Mức giá này sẽ vượt kỷ lục mọi thời đại là 147 đô một thùng đã ghi nhận mùa hè năm 2008 và khiến giá khí đốt trung bình ở Mỹ lên trên 5 đô một gallon. Nga là một trong những quốc gia giàu có nhất về nguyên liệu thô, đứng vị trí thứ nhất thế giới về sản xuất và xuất khẩu khí đốt tự nhiên, thứ hai về xuất khẩu dầu mỏ. Trên thực tế, Nga là nước xuất khẩu dầu thô lớn chiếm khoảng 12% nguồn cung của thế giới. Các chuyên gia cho biết, bất kỳ sự gián đoạn nào đối với nguồn cung đều có thể khoét thêm lỗ thủng trong túi tiền của người tiêu dùng. Là một phần của các biện pháp trừng phạt đối với Nga, Mỹ đã đe dọa cắt nguồn cung cấp vi mạch cho Nga. Nhưng điều này là vô nghĩa khi Nga và Ukraine là những nhà xuất khẩu chính neon, palladium và bạch kim. Tất cả đều là thành phần quan trọng cho sản xuất vi mạch. Những nguyên tố này rất quan trọng trong các vi mạch phức tạp. Nó được sử dụng trong mọi thứ, từ đồng hồ đo điện cho đến những chiếc ô tô Porsche. Khoảng 90% neon được sử dụng cho quy trình in thạch bản để sản xuất vi mạch, có nguồn gốc từ Nga, và 60% trong số này được tinh chế bởi một công ty ở Odessa, Ukraine. Không chỉ vậy, Nga là nước sản xuất kim cương lớn nhất thế giới, đóng góp khoảng 30% sản lượng toàn cầu, đứng thứ hai về coban và bạch kim, thứ ba về vàng, nickel và lưu huỳnh, đứng thứ tư về bạc và phốt phát, đứng thứ năm về quặng sắt. Các chuyên gia chỉ ra rằng, căng thẳng gia tăng sẽ làm trầm trọng thêm các vấn đề vốn đã có từ lâu nay, bởi Nga là một trong những nhà sản xuất uranium lớn nhất thế giới. Một mặt, Mỹ vẫn sẽ áp lệnh trừng phạt lên Nga. Tuy nhiên, các công ty điện hạt nhân của Mỹ thì vẫn yêu cầu chính phủ cho phép nhập khẩu uranium từ Nga vì giá rẻ. Còn nếu để giá điện tăng cao, nền kinh tế Mỹ sẽ tiếp tục phải gánh chịu lạm phát trầm trọng. Viện Năng lượng Hạt nhân NEI, một tập đoàn thương mại bao gồm các công ty năng lượng hạt nhân của Mỹ như Duke Energy Corp và Exelon Corp, đang thúc đẩy Nhà Trắng duy trì những miễn trừ đó, theo truyền thông Mỹ đưa tin. Bà Nima Askeboshi, giám đốc cấp cao về nhiên liệu và an toàn bức xạ của Viện Năng lượng Hạt nhân cho biết, Nga là nhà cung cấp nhiên liệu hạt nhân thương mại quan trọng trên toàn cầu. Một quan chức Nhà Trắng cho biết, chính quyền đang lắng nghe tất cả các yêu cầu từ các ngành công nghiệp và sẽ tiếp tục làm như vậy khi chúng tôi thực hiện các biện pháp để buộc Nga phải chịu trách nhiệm. Bởi vậy, cuộc khủng hoảng Ukraine cũng như các lệnh trừng phạt nhắm vào Nga là một thách thức lớn đối với Nhà Trắng. Tiếp tục chấp nhận đáp ứng lợi nhuận cho các nhà sản xuất quốc phòng hay chọn cách đối mặt với suy thoái kinh tế cùng sự phẫn nộ của người dân Mỹ khi lạm phát tiếp tục tăng cao. Còn về vấn đề lương thực thì sao? Cả Nga và Ukraine đều là nhà cung cấp nông sản lớn, đưa lúa mì, lúa mạch đen hoặc các loại ngũ cốc khác đến Trung Á và Trung Đông. Việc đứt gãy chuỗi cung ứng sẽ khiến giá cả tăng cao, tiếp tục gây áp lực cho người tiêu dùng Mỹ. Hoa Kỳ đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực chưa từng có do các chính sách cấm vận của Tổng thống Joe Biden. Nhà báo Michael Knowles trên ấn phẩm trực tuyến The Daily Wire đã đưa ra lời cảnh báo như vậy. Tổng thống Biden đã nắm quyền được 14 tháng. Trong thời gian này, lạm phát đạt mức cao nhất trong 14 năm và giá xăng dầu đã phá kỷ lục lịch sử. Trong 2 năm qua, điều mà chúng ta nghĩ không bao giờ có thể xảy ra đã trở thành hiện thực, lockdown toàn diện, đóng cửa nhà thờ, đeo khẩu trang theo yêu cầu của chính phủ liên bang, kinh tế đình trệ và giờ là thiếu lương thực. Trước đó, ông Biden nói sự kiện ở Ukraine và các lệnh trừng phạt áp đặt đối với Nga có thể gây ra thâm hụt toàn cầu. Đồng thời, ông gọi Nga và Ukraine là ổ bánh mì của châu Âu. Đại diện chính thức chương trình lương thực thế giới của Liên Hợp Quốc Thomson Perry
cảnh báo sự kiện Ukraine có thể dẫn đến giá lương thực tăng và nạn đói trên thế giới. Lạm phát đang gia tăng trên khắp thế giới do sự gián đoạn chuỗi cung ứng sản xuất sau đại dịch, nhu cầu đối với một số mặt hàng và giá xăng dầu tăng vọt. Tháng 2, lạm phát hàng năm ở Hoa Kỳ đã tăng tốc lên đến 7,9%, mức cao nhất kể từ năm 1982, và giá cả trong khu vực đồng euro cũng tăng kỷ lục. Trong bối cảnh chiến sự ở nhiều thành phố và làng mạc Ukraine, đang xuất hiện một thảm họa nhân đạo. Bộ Quốc phòng Nga quy trách nhiệm và việc này cho chính quyền Kiev, những người từ chối điều phối công việc của hành lang nhân đạo. Có thể thấy, sự vụng về của Đảng Dân Chủ có thể khiến người dân Mỹ bị thủng hầu bao nhiêu hơn. Vì lẽ đó, tỷ lệ tín nhiệm của Tổng thống Joe Biden đã rơi xuống 40%, mức thấp nhất trong nhiệm kỳ của ông, theo kết quả một cuộc thăm dò gần đây. Tờ báo CBS News đã có bài báo nhận định, cuộc khủng hoảng Ukraine đang ảnh hưởng đến túi tiền của người Mỹ như thế nào? Trong khi cả thế giới thì phụ thuộc vào năng lượng của Nga, làm sao họ có thể trừng phạt nền kinh tế Nga trong khi lại đang yêu cầu Nga xuất khẩu thêm năng lượng? Rõ ràng, kinh tế Nga đi xuống sẽ kéo nền kinh tế toàn cầu đi xuống theo. Việc Mỹ và châu Âu thay thế kim loại của Nga bằng sản phẩm Trung Quốc là một lựa chọn tồi đối với các nhà sản xuất của Mỹ và châu Âu. Tình hình về nickel, coban, bạch kim và palladium thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Các lệnh trừng phạt đối với nhà sản xuất nickel, palladium lớn nhất thế giới là Norilsk Nickel sẽ gây ra một cú sốc thực sự vì đơn giản là không có sự thay thế xứng đáng. Theo tạp chí New Speedway, Nga là nguồn cung phần lớn năng lượng nhập khẩu của châu Âu, chiếm một nửa lượng uranium nhập khẩu của Mỹ, cung cấp 1/10 lượng nhôm và đồng cho thế giới, 1/5 nickel cấp độ sản xuất pin. Sự thống lĩnh của nước này về các kim loại quý như palladium, thành phần chủ chốt trong ngành công nghiệp ô tô và điện tử, thậm chí là còn lớn hơn. Có thứ hàng hóa nào mà hôm nay chỉ 50.000 đô một tấn, nhưng sau một đêm đã tăng vọt lên vượt 101.000 đô một tấn? Có thứ hàng hóa gì mà giá còn vượt cả vàng, dầu mỏ là hai thứ đang nóng nhất khi chiến sự tại Ukraine đang diễn ra? Có thứ hàng hóa gì đang gây nên cơn khát toàn cầu? Thì đó chính là nickel. Khi tình hình Nga-Ukraine bắt đầu nóng lên, thì Nga, nước cung cấp nickel lớn thứ hai thế giới, bị Mỹ cùng đồng minh cấm vận. Thị trường lo đứt gãy nguồn cung, giá nickel ồ ạt tăng bốc. Người mua đang tranh giành nickel, kim loại quan trọng để sản xuất thép không gỉ và pin xe điện. Nếu như trước đây, Mỹ mua nickel của Nga với giá rất là rẻ, là 50.000 đô một tấn, thì giờ đây, giá của loại này đã tăng dựng đứng lên đến 100.000 đô chỉ trong 18 phút vào ngày 8 tháng 3. Đẩy thị trường kim loại vào cảnh hỗn loạn nghiêm trọng nhất trong gần 4 thập kỷ trở lại đây. Cụ thể, 5 giờ 42 phút sáng ngày 8 tháng 3, thị trường bắt đầu hỗn loạn. Thông thường thời gian này, những nhà giao dịch nickel đáng lẽ chỉ nhìn qua bảng giá khi đang uống cốc cà phê trên đường tới văn phòng. Nhưng ngày hôm đó, cả thị trường nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính quan sát sự biến động của giá hàng hóa. Giá nickel đã nhảy vọt tăng 66% lên hơn 48.000 đô mỗi tấn. Những nhà giao dịch của Mỹ nhìn vào bảng điện tử với những cảm xúc trái ngược, sự pha trộn giữa sợ hãi và bất ngờ. Thực tế thì bao nhiêu năm nay, thị trường hiếm khi chứng kiến một hợp đồng tăng gấp đôi giá trị chỉ trong khoảng thời gian một ngày. Nhưng đó là điều đã xảy ra với nickel khi mà kim loại này được giao dịch trên sàn giao dịch kim loại London vào ngày 7 tháng 3 với mức tăng là 90%, lên tới 55.000 đô một tấn, mức giá đóng cửa cũng là trên 48.000 đô một tấn. Song chỉ một ngày sau, mức giá của nickel đã trở lên không tưởng, đạt mốc là 101.365 đô mỗi tấn, tăng gấp 4 lần so với mức giá của cuối tuần trước đó. Mức tăng này khiến cho giới đầu tư hoảng loạn. Nhiều nhà đầu tư xứ sở cờ hoa thì lo lắng, đứng ngồi không yên. Họ đã quyết định tạm dừng giao dịch nickel, hủy bỏ những giao dịch đã được thực hiện với kim loại này vào ngày hôm đó. Năm 2021, Nga chịu trách nhiệm về 9,3% sản lượng khai thác nickel toàn cầu, là nhà sản xuất nickel lớn thứ ba thế giới và là nhà xuất khẩu nickel tinh luyện lớn nhất. Khi giá nhiên liệu tăng trên toàn thế giới, đặc biệt là ở Mỹ, thì các nhà sản xuất và nhà đầu tư đều mong đợi lượng mua xe điện tăng lên. Do đó, không khó hiểu khi mà tình hình chiến sự trở nên căng hơn thì giá kim loại này cũng phi mã vì nỗi lo đứt mất nguồn cung. Thậm chí, một số tổ chức còn đánh giá là giá nickel sẽ còn tăng cao trong suốt năm 2022 này. Các thị trường hàng hóa khác cũng trở nên náo động bởi các vấn đề trong logistics để ngăn chặn dòng chảy của ngũ cốc và kim loại từ Nga.
giá dầu và khí đốt thì cứ tăng vọt vì sự không chắc chắn do xung đột. Theo Bloomberg, lý do của sự gia tăng nhanh chóng là do các nhà đầu tư và người sử dụng công nghiệp mua lại các hợp đồng sau khi giá tăng. Những lo ngại về nguồn cung cấp nickel của Nga đã khiến giá trị của kim loại vốn được sử dụng trong các sản phẩm thép không gỉ và pin xe điện này tăng lên. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Yellen đã thừa nhận rằng các hộ gia đình của Mỹ đang chật vật với chi phí sinh hoạt tăng cao. Lạm phát của nước này đã chạm mức cao nhất trong vòng 40 năm trở lại đây. Nhận định trên được đưa ra khi báo cáo mới nhất của Trading Economics công bố hôm 10 tháng 3 cho thấy lạm phát tại nước này đã đạt mức cao kỷ lục vào tháng 2 năm 2022, với chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng lên 7,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Nói cách khác, nền kinh tế Mỹ hoàn toàn có thể phải trải qua một giai đoạn stagflation, tức là lạm phát đình trệ, chỉ việc đồng thời xảy ra lạm phát cao và suy thoái kinh tế. Đây là cơn ác mộng mà không một nhà hoạch định chính sách nào muốn trải qua. Cuối cùng, Tổng thống Biden chỉ đơn giản là phủ nhận vấn đề và coi mọi sự như bình thường. Chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Ngày 21 tháng 2, đáp lại đề nghị từ các nước Cộng hòa Donbass và sau lời kêu gọi của các đại biểu Duma quốc gia, Tổng thống Vladimir Putin đã ký sắc lệnh công nhận chủ quyền của Donetsk và Lugansk. Sáng sớm ngày 24 tháng 2, Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraine. Theo lời ông Putin, cũng cần tiến hành phi hạt nhân hóa Ukraine, đưa ra cho công lý tất cả những tên tội phạm chiến tranh phải chịu trách nhiệm về những tội ác đẫm máu chống dân thường ở Donbass. Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng vũ trang chỉ tấn công vào cơ sở hạ tầng quân sự và quân đội Ukraine, không có gì đe dọa dân thường. Với sự hỗ trợ của quân đội Nga, các đơn vị dân quân Donetsk và Lugansk đang phát triển cuộc tấn công có tổn thất ở tất cả các bên. Các chuyên gia nhận định, Mỹ sẽ rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Khi đó, việc giải quyết vấn đề chỉ phụ thuộc vào các biện pháp nằm ngoài tầm kiểm soát của các nhà hoạch định chính sách Mỹ, chẳng hạn như chấm dứt cuộc khủng hoảng ở Ukraine hoặc tìm cách tăng ngay nguồn cung dầu. Đây đều là những biện pháp rất khó thực hiện và thành công. Các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.